các nhà báo công giáo, lính bộ binh của giáo hội. Trong thời điểm đại dịch, đối với giáo hội, vai trò của các nhà báo rất quan trọng. Chính vì thế, giáo hội Tây Ban Nha và Malawi đã gửi sứ điệp và tổ chức những buổi huấn luyện để giúp các nhà báo công giáo ý thức được vai trò của họ, đặc biệt trong thời gian này. Các nhà báo công giáo được xem như lính bộ binh của giáo hội. Tại Tây Ban Nha, các giám mục của Ủy ban Giám mục về Truyền thông Xã hội đã gửi một sứ điệp với tựa đề "Các nhà truyền thông bảo đảm hy vọng trước đại dịch COVID-19". Với sứ điệp này, các giám mục nhìn nhận và ủng hộ công việc của các nhà báo trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Các giám mục viết, "Chúng tôi muốn nhấn mạnh vai trò của những hãng truyền thông và công tác xã hội mà anh chị em, các nhà báo, phóng viên và các nhà truyền thông đang thực hiện trong thời điểm đại dịch này. Công việc của anh chị em giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và xã hội. Anh chị em đang mở cánh cửa cho hy vọng và tương lai. Anh chị em đang làm cho mọi người biết các sáng kiến của tình liên đới và anh chị em đang cung cấp cho những người đang phải cách ly tại nhà nhiều khả năng kết nối với thế giới và phát triển phẩm cách." Các giám mục viết tiếp, "Trong thời điểm khó khăn này, các phương tiện truyền thông cho phép chúng ta biết những gì đang diễn ra với tất cả sắc thái và tính phức tạp của nó. Phương tiện truyền thông phổ biến các chỉ dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và góp phần phủ nhận những tin giả và những trò lừa bịp có thể dẫn đến sự lo lắng, tuyệt vọng hoặc rối loạn. Đây là một dịch vụ cần thiết cho một xã hội yêu tự do và sự thật. Đồng thời, truyền thông cũng cho phép chúng ta thoát khỏi thói quen hạn hẹp hàng ngày. Nhờ các chương trình giải trí, phim ảnh và âm nhạc, cũng như nhờ những điều tốt đẹp nhất của nhân loại, nghệ thuật và văn hóa, nếu không có những điều này thì sự cách ly này sẽ còn tồi tệ hơn." Các giám mục mời gọi những ai đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông đừng mệt mỏi trong hoàn cảnh đen tối này, nhưng tiếp tục là những người đem lại sự thật và hy vọng trong tất cả những gì họ đang thực hiện và thông truyền để đức tin và các chương trình chạm đến tâm hồn của những ai đang đau khổ, giúp họ nhận thức được thực tế rằng niềm hy vọng của các dân tộc chết thì các nền văn hóa biến mất. Cũng liên quan đến vai trò của các nhà truyền thông trong thời điểm đại dịch, hôm 11 tháng 4, tại một buổi huấn luyện về COVID-19 ở Lilongwe dành cho các nhà báo công giáo, các giám mục Malawi đã nói các nhà báo như là lính bộ binh của giáo hội, nghĩa là những người dấn thân trong sứ vụ loan truyền những tin tức đúng, cụ thể, đáng tin cậy, tránh đưa ra những tin tức làm cho mọi người hốt hoảng, không cần thiết. Buổi huấn luyện do Hiệp hội các nhà báo công giáo địa phương tổ chức và được sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Ireland.